Xin chào quý vị các bạn. Thời gian vừa qua thì hãng BIK của Nhật Bản đã tung ra thị trường rất nhiều những mẫu mã dòng sản phẩm cao cấp mới. Không chỉ những dòng loa karaoke cao cấp mà còn có những dòng vang số tích hợp rất là nhiều những công nghệ hiện đại, và ngoài ra thì có cả dòng cục đẩy công suất. Và đặc biệt đã được rất là nhiều những tín đồ âm thanh tại thị trường Việt Nam luôn tin dùng và lựa chọn dòng sản phẩm karaoke đến từ thương hiệu Nhật Bản này. Và ngày hôm nay thì trong video này, Đức Anh sẽ đập hộp cũng như là test thử dòng mẫu cục đẩy 2 kênh đến từ thương hiệu BIK của Nhật Bản. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Và ngay bên cạnh Đức Anh chính là mẫu cục đẩy 2 kênh đến từ thương hiệu BIK, mẫu VM620A. Đây là mẫu cục đẩy mà vừa mới được cho ra mắt tại thị trường Việt Nam đầu năm 2020 mà mới được về hàng tại Bảo Châu Elec. Về vỏ thùng thì vẫn giống như những sản phẩm trước của BIK thôi, vẫn được trang bị vỏ thùng bìa cắt tông rất là dày, bảo vệ lên tới 2 lớp. Và sản phẩm này thì quý các bạn có thể thấy trên vỏ thùng đầy đủ các thông tin về các sản phẩm cũng như là thương hiệu BIK. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở hộp và xem bên trong của nó nhé. Vâng, và sau khi vỏ thùng cắt tông rất là chắc chắn thì chúng ta có thể thấy được cái chiếc cục đẩy VM620A đã lộ diện ra. Và trong thùng cắt tông thì tất nhiên rồi, vẫn có thêm cái tờ catalog chi tiết về những mẫu cục đẩy của thương hiệu BIK, VM620 này, VM640 và 840. Lưu ý quý các bạn là mẫu cục đẩy 2 kênh của BIK hiện tại chỉ có duy nhất model đó là VM620A. Và chính là cái model ngày hôm nay mà Đức Anh sẽ review đến cho quý các bạn cùng xem. Quý các bạn có thể thấy được đánh giá về cái thiết kế của mẫu cục đẩy này thì nó giống như những mẫu cục đẩy trước đây của BIK là 640 và 840. Mẫu cục đẩy này thì được phối hợp giữa các tông màu rất là hài hòa và thiết kế rất là đẹp mắt, mà mang lại cho chúng ta cái vẻ khỏe khoắn của dòng cục đẩy đến từ thương hiệu Nhật Bản. Và mặt trước này thì được ốp bằng một tấm kim loại để bảo vệ, cũng như là có một tấm mút chắn để chắn cái bụi bẩn, giúp cho quá trình mà cục đẩy công suất này hoạt động thì có vừa giúp tản nhiệt này và chắn lại bụi bẩn không vào linh kiện bên trong. Logo thương hiệu BIK thì được dập nổi ở phía bên trên, cũng như tên sản phẩm thì được dập chìm ở phần tấm kim loại này. Hai cái chiếc áp hiệu chỉnh này thì được điểm nhấn bằng hai cái gạch màu cam để chúng ta có thể biết được chế độ mà cục đẩy công suất này đang hoạt động ở bao nhiêu. Có hai giải đèn LED này thì giúp để báo hiệu cái cục đẩy này đang chạy ở chế độ nào, và giúp chúng ta có thể kiểm soát được mức công suất đầu ra của cục đẩy này. Nút mà power tắt bật nguồn thì được tích hợp sẵn ở phía góc tay trái, và hai bên của chiếc cục đẩy này vẫn sử dụng hai cái quai bằng kim loại rất là chắc chắn, giúp chúng ta có thể mang vác đi xa hay là khênh đi khênh lại thì rất là dễ dàng. Về mặt sau của chiếc cục đẩy VM620A này thì thiết kế như những dòng cục đẩy công suất khác, với phần tản nhiệt ngay bên phía tay trái, và chúng ta có thể thấy được phần tản nhiệt này thì rất là rộng và giúp cho quá trình hoạt động của cục đẩy công suất này luôn luôn mát mà không bị hiện tượng nóng cục đẩy công suất. Cũng như là chúng ta có thể thấy được là đối với cầu bắt loa thì nó tích hợp hai dạng cầu bắt loa, một là sử dụng rắc cắm rắc vặn loa trực tiếp, đấu dây trực tiếp dây loa vào hai cái rắc đen và đỏ này. Và ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là cầu bắt loa này sử dụng cả cầu bắt loa dạng rắc lưu trích, kết nối rất là nhanh nếu các bạn muốn đấu lưu trích nhanh. Hai nữa là chúng ta có thể thấy được những cái đường input và output của chiếc cục đẩy công suất này vẫn sử dụng đường input output bằng dây calon. Chế độ cục đẩy công suất này thì nó có đầy đủ 3 chế độ là parallel, stereo và bridge. Quý các bạn có thể tùy vào cái mục đích sử dụng của chiếc cục đẩy công suất này để chúng ta có thể chọn được cái chế độ của cục đẩy công suất. Ngoài ra thì đặc biệt đối với mỗi sản phẩm của thương hiệu BIK đấy, chúng ta luôn luôn quan tâm đó chính là một cái tem mà phân biệt hàng giả hàng nhái, đó là tem QR code của BIK. Chúng ta có thể quét mã QR ở đây và có thể check được sản phẩm chính hãng hay không. Ngoài ra thì mỗi sản phẩm của mỗi một sản phẩm chính hãng ấy thì phải có đầy đủ cái serial number, cũng như là ở trên vỏ thùng cũng như ở trong sản phẩm phải trùng khớp với nhau. Và vừa rồi thì các bạn cũng có thể thấy được là cái phần thiết kế bên ngoài của chiếc cục đẩy BIK. Và ngay bây giờ thì xin mời quý các bạn hãy cùng Đức Anh theo dõi tiếp và xem bên trong nội thất của chiếc cục đẩy BIK VM620A này có điểm gì đặc biệt và những linh kiện của nó là sao. Và như quý các bạn có thể thấy được là đây là toàn bộ cái nội thất bên trong của chiếc cục đẩy BIK VM620A. Nó giống như những người đàn anh trước đây, cục đẩy công suất 4 kênh VM640 và 840. Đối với dòng cục đẩy VM620 này vẫn là sử dụng cái mạch class H và sử dụng cái nguồn xuyến rất là to. Mạch class H và nguồn xuyến này thì có cái hiệu năng sử dụng rất là bền bỉ qua thời gian.
đem lại cái mức công suất đánh rất là lớn. Có cái nhược điểm duy nhất đó là nguồn xuyến này thì nó sẽ tiêu thụ điện năng tốn hơn so với những cái cục đẩy nguồn xung. Và chúng ta có thể thấy được là bên này thì nó là chia thành hai kênh, và mỗi một kênh thì sẽ sử dụng tới hai cái tụ lọc nguồn rất là lớn ở đây. Vì đây là dòng cục đẩy công suất mà sở hữu cái công suất 600 W nhân hai kênh ở chế độ 8 ohm. Thế nên là cái việc mà sử dụng cái cục nguồn xuyến với tụ lọc nguồn này là rất là to. Và ở phần hai kênh thì đều được có lắp ráp thêm hai cái quạt gió, để chúng ta có thể thấy được là khi quá trình hoạt động ấy thì cái quạt gió này giúp tản nhiệt rất là tốt cho cái mạch cục đẩy công suất này. Thêm nữa là ở phần mà sò công suất ấy thì quý các bạn có thể thấy được là đối với giống như những cục đẩy khác thì nó đều tích hợp những cái thanh nhôm tản nhiệt, và dưới cái đấy thanh nhôm tản nhiệt này nó sẽ là hai những cái sò công suất, và con này thì được chia làm hai tầng. Và rất là tiếc thì Đức Anh không thể soi kỹ hơn về cái sò công suất của con cục đẩy BK này sử dụng sò gì. Và phần bên này là phần mà xử lý cái phần tín hiệu đầu vào cũng như đầu ra, cấp nguồn điện. Và cái này thì có thêm một cái cầu chì bảo vệ cái nguồn điện khi mà chúng ta cắm nguồn điện vào. Và đây là cái phần mạch mà để lấy tín hiệu ra loa. Phần phía trước này là phần chiết áp chỉnh và những cái đèn LED hiển thị nhỏ ở hai vế của chiếc cục đẩy công suất. Vừa rồi thì quý các bạn cũng đã được xem toàn bộ cái ngoại thất cũng như nội thất bên trong của chiếc cục đẩy BKVM620A. Đây là dòng cục đẩy công suất 2 kênh 600 W nhân 2 kênh ở chế độ 8 ohm và có thể chơi tốt cho những dòng loa bass 25 và 30 cm. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng Đức Anh theo dõi tiếp video để chúng ta có thể đánh giá test chất âm của cục đẩy công suất này trên một bộ dàn karaoke với một cặp loa đến từ thương hiệu BK. Xuống nào một mình tôi với dòng sông tuổi thơ, và một dòng đó đưa vẫn neo đảo biển xưa anh về. Nếu quý vị các bạn có những ý kiến đánh giá cá nhân của mình về mẫu cục đẩy BKVM620A, hãy để phần ý kiến đánh giá cá nhân của mình ngay bên dưới video ngày hôm nay. Chắc hẳn quý vị các bạn đang quan tâm đến mức giá của sản phẩm này tại thị trường Việt Nam. Và tại Bảo Châu Elec thì hiện tại mức giá của sản phẩm này đang được giảm giá sốc đến ngày 29 tháng 3. Giá chỉ còn 6.990.000 đồng là quý vị các bạn có thể sở hữu ngay cục đẩy BKVM620A đến từ thương hiệu Nhật Bản, công suất 600 W nhân 2 kênh ở chế độ 8 ohm. Nếu quý vị các bạn quan tâm đến sản phẩm này cũng như có ý định sắm sản phẩm này cho bộ dàn karaoke gia đình nhà mình, hãy gọi điện trực tiếp tới tổng đài 1900-0255 của Bảo Châu Elec hoặc truy cập vào website baochouelec.com để có thể đặt hàng online trên toàn quốc. Quý vị các bạn đừng quên nhấn like cũng như nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Elec, và đừng quên nhấn vào nút chuông để chúng ta có thể nhận được những thông tin mới nhất về các chương trình khuyến mại, các video mới trên kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.